Vâng, và nhắc đến nhân tiện nhắc đến Sevilla, chúng ta sẽ phải nhắc đến cái trận đấu giữa Sevilla và Arsenal. Đây là một cái trận đấu mà Arsenal đã chứng tỏ được cái đẳng cấp của mình cũng như là cái phong độ rất là tốt của họ trong thời gian qua. Một chuỗi những cái trận đấu rất là quan trọng đối với họ, đúng không ạ? Và họ đã thắng Man City, họ thắng rồi ngày hôm qua họ thắng Sevilla để giúp cho họ dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Bởi vì cái khó khăn của họ là trước đó họ đã thua Lens, đúng không ạ? Trong một cái trận đấu rất là bất ngờ. Họ dẫn trước mà lại để thua. Đúng rồi. Và rõ ràng là Arsenal đã có một cái sự chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng trong mùa giải này và họ đang đi đúng trên cái con đường mà mình đã vạch ra, đúng không anh Huy? Đúng là như vậy. Cái trận mà cái cách họ vượt qua Man City, cái pha ăn bàn đấy với sự có mặt của bốn cầu thủ và sân người ấy, thì tôi cảm thấy ấn tượng. Cái khả năng thích nghi, cái độ lì và cái sự chuẩn bị các phương án B, phương án C chẳng hạn của họ là rõ ràng hơn so với mùa trước. Thì tôi nghĩ rằng là những cái gì Arteta đã vấp phải sự đau thương mùa trước thì năm nay là ông cố gắng có những chỉnh sửa. Trận họ đá với cả Man Man Xanh là rõ ràng họ chọn đấu pháp rất hợp lý. Để Vâng. rồi là bốn cầu thủ vào xe người họ đóng góp vào cái bàn thắng đấy. Thế còn trận đấu với Lăng, họ ghi bàn trước nhưng mà lâu lắm mới trở lại cái sân chơi này. Mà bản thân cái sân Felix de Bolles của Lăng ấy là cũng hơn 20 năm mới đón chào UEFA Champions League. Thành ra Arsenal cuối trận là hình như là họ cái tinh thần của họ bị ảnh hưởng trước cái sức nóng của sân Felix de Bolles. Thế còn đến trận vừa rồi thì họ thắng Sevilla là một chiến thắng xứng đáng và nhiều ý nghĩa. Thắng lợi đầu tiên của họ tại Champions League sau một thời gian rất là dài và nó nằm trong một cái chuỗi trận mà họ đã chơi rất là tốt và rất xứng đáng để có được thắng lợi. Và cái thắng lợi của họ càng được tiếp thêm cái sức mạnh nữa khi mà Gabriel Jesus đã Nổ trở súng thành ra. nhân vật chính của trận đấu. Và đấy là một cái điều rất là quan trọng, bởi vì trong suốt những trận đấu vừa qua thì dù Arsenal có thắng đấy, nhưng người ta vẫn không nhìn thấy cái sự ảnh hưởng quá lớn của các tiền đạo, đúng không ạ? Đúng rồi. Như là Eden Ketia hay là Gabriel Jesus trong chiến thắng của họ. Nhưng ngày hôm qua thì chúng ta đã nhìn thấy cái điều đó và nó giống như là một cái nét chấm cuối cùng trong một cái bức tranh rất là đẹp mà Mikel Arteta đang có vào lúc này, đúng không ạ? Trong đó nổi bật là trường hợp của Declan Rice, người đã chơi rất là hay từ giai đoạn đầu mùa đến giờ. Nó hay không chỉ là chuyện là đóng góp như thế nào về mặt chuyên môn đâu anh Huy, nó là còn về câu chuyện tinh thần nữa. Trong những cái lúc mà khó khăn nhất của Manchester United ấy, những cái người có vẻ như có một cái cảm xúc nó không được ổn định lắm như Martin Odegaard, Bukayo Saka gặp những cái vấn đề, thì năm nay Arsenal đã có thêm một người thủ lĩnh khác về mặt tinh thần trong đội hình của họ, đó là Declan Rice, anh còn nhớ không ạ? Trong trận đấu với Man United rất khó khăn thì Declan Rice là người đã ghi bàn quyết định để giúp cho Arsenal giành chiến thắng, đúng không ạ? Và trận vừa rồi gặp câu lạc bộ Chelsea trong cái lúc mà tưởng như thua đến nơi rồi thì Declan Rice đã tận dụng rất tốt cái sai lầm thủ môn của câu lạc bộ Chelsea để dứt điểm, mà quả đó là rất đẳng cấp chứ không phải là người bình thường Đúng đá rồi. được quả đó, đúng không ạ? Thì rõ ràng cái vai trò của Rice rất lớn trong Vị trí này rất là quan trọng đấy. Vâng. Anh ấy là rất bình tĩnh, không ồn ào nhưng mà năng lượng rất nhiều, và những lúc khó khăn thì anh luôn luôn biết xuất hiện đúng lúc và chứng tỏ cái đẳng cấp của mình. Thì đây là một mắt xích quan trọng để giúp cho Arsenal, tôi nghĩ là mùa này sẽ có những cái nó khác biệt hẳn so với mùa trước đấy. Vâng, rõ ràng là Arsenal đang có những cái bước tiến rất là vững chắc ở mùa giải năm nay và rất nhiều cầu thủ họ tỏa sáng ở những trận đấu khác nhau. Hôm thì Martinelli, hôm thì Trossard, hôm thì Gabriel Jesus, hôm thì Bukayo Saka. Vieira ra vâng. sân cũng biết tỏa sáng. Thế còn nói thêm một chút là vấn đề tiền đạo là nhiều đội gặp chứ không phải vâng. riêng Arsenal. Nói đi nói lại, nhìn lại thế giới hiện nay thì khuôn mặt sáng giá và tiền đạo mà đều như vắt chanh đá thật là hay thì cũng không nhiều lắm đâu. Nhiều đội bóng lớn phải đối mặt với việc là tiền đạo sa sút, có giai đoạn chỉ còn là cái tên hoặc là phải đẩy tiền vệ lên đá tiền đạo. Đấy thì tôi nghĩ là nó là tình hình chung, và cái hay của người ta là có phương án để mà khắc phục từ tuyến dưới, người ta có thể ghi bàn. Vâng, và chúng ta chúc cho Arsenal sẽ đi được những chặng đường thật dài ở Champions League mùa giải năm nay. Và theo em thì họ càng đi được dài, họ càng tích lũy được thêm. Bởi vì lâu lắm rồi Arsenal mới đá Champions League, đúng không ạ? Thì cái sự tích lũy của họ là một điều rất là quan trọng đấu trường này. Và cứ đi thêm một trận, họ sẽ có thêm những kinh nghiệm, có những trải nghiệm dành cho những cầu thủ trẻ, những người lần đầu tiên được đá ở Champions League. Và ngay cả huấn luyện viên của họ là Mikel Arteta cũng lần đầu tiên được dẫn dắt một đội bóng ở Champions League, thì ông ta cũng phải thích ứng với chuyện đó. Tất nhiên mỗi khi mà một đội bóng nào đó bước vào vòng knockout, họ sẽ phải gặp những đối thủ khó khăn hơn, rồi cái thể thức thi đấu ở Champions League cũng sẽ khiến cho họ gặp những rắc rối nhiều hơn. Nhưng mà Arsenal, em nghĩ rằng là sau khoảng 1-2 năm
trở lại đây dưới bàn tay của Arteta thì họ đã tiến bộ rất là nhiều và họ đang cố gắng để có thể thích ứng được với tất cả mọi hoàn cảnh, đúng không ạ? Tất cả mọi trận đấu. Và cứ nhìn Arteta, MU cũng nên học Arsenal về sự kiên nhẫn. Chứ còn nếu mà vội vàng sa thải thì đâu có được Arteta như ngày hôm nay. Vâng. Ten Hag là người cũng có năng lực đấy, nhưng mà cũng vẫn đang bị loay hoay. Thì tôi nghĩ là thêm cái hệ thống điều hành mà sát cánh cùng với ông ấy để giải quyết các vấn đề phức tạp cũng như là góp phần tư vấn, phản biện về chuyên môn thì ông ấy cũng sẽ tiến bộ. Chứ còn nếu mà lại tìm cách hất đi ngay thì bây giờ biết ai thay Ten Hag được. Và nếu mà Arsenal cũng hành xử như vậy thì Arteta không có được.